Chào các bạn, hôm trước mình đã ra video về tranh nhân bản. Từ một nền tranh, mình tạo ra 5 nền tranh và tùy theo biến chuyển tự nhiên của từng bức tranh mà mình hoàn thành mỗi bức tranh theo một cách khác nhau. Những bức tranh này có nét hơi giống nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Và hôm nay mình ra tiếp một video cũng là nhân bản nền bức tranh từ một bức tạo thành 5 nền bức tranh. Cuối cùng sau khi đã hoàn thiện, mỗi bức tranh vẫn mang một nét riêng, mặc dù có những nét na ná giống nhau. Mời các bạn theo dõi cách mình thực hiện nhé. Hôm nay mình sẽ tạo ra những bức tranh nhiều màu sắc rực rỡ nhé. Lớp nền tranh này mình cảm giác giống như một góc vườn hoa hồng. Phía xa kia có thể là những bông hoa nhỏ màu cam. Đây sẽ là một bình hoa hồng, những bông hoa hồng nè các bạn. Còn đây là bình đựng hoa. Ok, còn đây cũng là một bình hoa nữa. Các bạn có nhận ra những bông hoa không? Phần màu cam này mình sẽ làm thành chậu bông luôn nha. Bức này nhiều phần màu đỏ và màu cam. Chắc mình cũng tạo ra một góc vườn hoa giống bức đầu tiên ha. Phần nền của bức tranh này mình sẽ dùng cọ xòe hòa màu với nhau lại tí cho nền của bức tranh có độ liền lạc với nhau ha. Và xử lý lớp nền cho cả 5 bức. Hết bức này
thì mình lấy ra, trong lúc đợi khô mình xử lý nền cho bức khác. Ở đây sẽ là những bông hoa hồng với nhiều cánh nè các bạn. Ở đây là những phần hoa mình sẽ giữ nguyên, không can thiệp cọ, chỉ dùng cọ quẹn màu xử lý lớp nền thôi. Sau khi lớp nền của 5 bức tranh khô, mình sẽ quét lên mặt tranh một lớp bảo vệ màu để giúp màu được bền hơn và màu nhịn sáng đẹp hơn nữa. Ok các bạn, sau khi nền bức tranh hoàn thành, mình chọn 3 bức làm bình hoa hồng, 1, 2, 3, mỗi bức một vẻ khác nhau tí, vậy nó mới tạo ra được nét riêng của từng bức tranh. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết để tạo ra những bức tranh hoa nha các bạn. Thank you.
xong bức đầu tiên, giờ mình tạo ra bức tranh thứ hai. Xong bức thứ hai, giờ mình tạo tiếp bức tranh thứ ba. Thank you.
Bức tranh thứ ba cũng đã hoàn thành, giờ mình vẽ tiếp bức thứ tư nha các bạn. Bức thứ tư cũng đã hoàn thành, giờ mình vẽ bức thứ năm và là bức cuối cùng. Lần này mình thấy màu đỏ cũng nhiều rồi, hết 4 bức tranh trước là toàn hoa đỏ, nên mình thay đổi bức này, mình sẽ tạo thành cái hoa màu hồng ha. Thank you.
Bức tranh thứ 5 cuối cùng cũng đã xong. Giờ mình ký tên vào từng bức tranh và phủ thêm một lớp bảo vệ tranh nữa là ok nha các bạn. Một lần nữa, mời các bạn nhìn lại những bức tranh hoa hồng sau khi đã hoàn thành. Chúc các bạn có một ngày đầy vui tươi và rạng rỡ như những bông hoa này nhé!